Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alpha Collection. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bộ nhóm công cụ là box, vẽ dạng khối. Thứ hai là dạng cylinder, tức là vẽ hình trụ tròn. Thứ ba là lệnh sphere. Sphere này là coi như vẽ là khối cầu. Thứ tư là torus, là dạng giống như kiểu bánh donut. Thứ năm là dạng coin, là vẽ dạng lò xo. Thứ sáu là pi, tại vì giới thiệu cho một lần vì những cái này nó rất là đơn giản, vẽ chút xíu là xong, chỉ có bấm vào cái click chuột là sẽ ra hình dạng. Đầu tiên là sẽ có cái vấn đề làm dạng hình hộp. Rồi thì sau khi chọn xong thì mình sẽ chọn là mặt phẳng để vẽ giống như sketch 2D, nhưng mà lúc này mình sẽ vẽ theo dạng là sketch 3D. Rồi đó, tức là nó sẽ không có nhảy gì đâu hết á, nó để yên như thế này luôn. Mình sẽ bắt đầu với tọa độ này, ví dụ là bấm này, rồi chọn kích thước, rồi ok, rồi lúc này kéo lên xuống, nắm chuột kéo đây đó. Thì đối với cái dạng cái hình hộp này sẽ là mình được tùy biến khá là đơn giản, nhưng mà coi như nó hạn chế của nó là nó sẽ không có ra được cái kiểu dạng hình hộp mà coi như đáy nhỏ đáy lớn giống như là lệnh extrude, hay là có dạng xoắn nữa, hay là bị côn hay nghiêng cái gì đó, không có. Nó chỉ có đơn giản nó là đúng nghĩa là tạo ra hình hộp có các cạnh coi như vuông góc với nhau xong. Rồi ok đó, sau đó là tiếp theo là đến lệnh cylinder, bấm vào cylinder, rồi chọn mặt phẳng để vẽ, ok. Lúc này cylinder là hình trụ tròn, mình sẽ chọn tâm, đây là tâm, rồi đây là đường kính nó là 40, rồi chiều cao lên, đó. Thậm chí mình có thể thay đổi luôn về kích thước của cái đường kính này, đường kính của trụ đây, đây, đó. Ok, rồi chậm xuống, rồi ok đó. Chỉ với có vài click chuột là ra được hình đơn giản. Đó, muốn edit cái này click chuột phải, chọn edit feature, rồi đây, chọn ok, rồi tương tự làm tiếp với cái như hình cầu sphere, đây create a solid body sphere. Đây, chọn mặt phẳng, chọn tâm và chọn đòi, nó sẽ tự động nhảy ra đường kính luôn. Kéo bự thoải mái thì cái sphere này ở đây nó có hỗ trợ luôn là cái lệnh là cut nè, đi chung là intersect nè. Đó. Bây giờ đó nó phải là cắt cái gì đó, nhưng bây giờ anh đang giới thiệu thì sẽ chọn là join. Rồi, nhỏ xuống. Ok. Rồi, tiếp theo là lệnh torus. Torus lại tiếp tục chọn mặt phẳng để vẽ không? Để vẽ. Chọn đường đó, chọn đường kính này mình chọn 580. Ok. Rồi. Ở đây mình sẽ có là coi như kích thước torus diameter đây, hoặc là thay đổi ở đây, đó, nó sẽ tự động nhảy ở đây. Rồi ok chưa, rồi kéo ra giảm đường kính này xuống đó. Đó. Giữ muốn quay cái này thì mình chỉ việc là đê chuột ở một vùng cố định nào đó, mình đè shift và chuột giữa middle click để xoay. Ok. Rồi, giảm này lại để như giới thiệu thôi. Kéo bự này lên, nhìn dễ thương. Rồi, tiếp theo mình sẽ có lệnh là coin. Bấm vào coin.
chọn tiếp đấy và chọn điểm tọa độ để vẽ. Một ở đây, đường kính đây là 60, enter. Rồi cái coin này mình sẽ cho là chiều cao, tức là chiều dài của cái coin này. Ở đây là phần hai nè, thứ hai có các phần là như đường kính. Đường kính là đường lúc nãy là mình đã làm đây, là phần ở đây đây 40 rồi đó. Revolution tức là như số vòng của nó. Số vòng thì ở đây mình đếm là từ đây lên đây 1 2 3 đây, cho nên mình chỉ cần đơn giản là mình nhập nó thêm bao nhiêu nó cũng được. Giả sử mình giảm cái mình tăng cái này chứ, rồi tăng nó thêm là 10 vòng. Rồi lý do mà nó không hiện ra là tại vì là cái đường kính của cái vòng đó nó quá lớn. Nhưng nếu chỉ cần mình sửa ở đây đó thì nó có thể là hiện ra luôn. Rồi vậy là coi như mình sẽ dễ dàng mình sử dụng cái lệnh coin này. Ok đó, cái tiết diện á, mình chọn chỉ gần là 1 mm thôi đó, vì cái 10 vòng này cái khoảng này nó quá ngắn. Nên bây giờ mình chỉ cần giả sử muốn 10 vòng 500. Rồi, này. Tăng đường kính lên 10. Đó. Ok. Nhưng mà bây giờ ví dụ thì mình sẽ giảm xuống xuống khoảng là 100 lần và 4 vòng. Đó. Cái angle đây thì cái coin này được cái thêm cái phần là angle nữa, nên nó tiện cho mình là có nhiều vấn đề để mình sử dụng. Rồi, ok chưa? Rồi, mình có thêm cái vấn đề là rotation nữa, tức là chọn cái chiều xoắn lên của cái lò xo này. Ok, rồi. Revolution thì có chọn về Revolution and height tức là chiều cao, Revolution and pitch tức là chọn vòng xoắn và bước. Đó, cái bước ở đây là bước 25 mm. Đơn giản mình chọn lại là 20. Rồi, đó. Ok, nó vẫn vẽ được cho mình. Tiếp theo, có thể là chọn là chiều cao height height and pitch. Rồi, tức là chọn chỉ cần chọn chiều cao thôi. Và cái chọn cái bước của nó để nó sẽ tự động nó nhảy ra cái revolution luôn. Lúc này cái revolution nó sẽ là tùy biến theo cái phần còn lại. Giả sử đó thì cái mặt cắt của nó sẽ là coi như tùy biến luôn, nó không có cố định một chỗ nữa. Ok đó, bước của mình là 15. Được chưa? Rồi để mình giảm này lại, bước mình là 34. Rồi thì hiện tại những cái tiết diện ở đây á, là hình tròn, là circular đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn qua là square. Rồi ok đó, dạng hình vuông, tiết diện hình vuông. Thứ hai là rồi tiếp theo là chọn là dạng tam giác, đây tiết diện tam giác triangle dạng trong nè, external nè, còn dạng là internal nè đó. Thấy chưa, là đại khái là mình muốn vẽ theo hướng nào cũng ok hết. Rồi về một lệnh thôi, on center và outside đó, muốn ra hình gì có hình đó, chọn ra hình tròn đi. Ok tiếp theo là chọn angle đó,
Rồi, angle 12. Ok. Rồi. Đó, lệnh coil là có sẽ tùy biến ra được như vậy. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ có là lệnh pipe, lệnh pipe tức là vẽ đường ống. Lệnh pipe này nó giống như kiểu là mình dùng lệnh sweep. Vẽ rất là đơn giản, bấm vào lệnh pipe. Rồi. Đầu tiên này nó hỏi mình là chọn phần path là cái phần đường dẫn của mình. Ok. Phần chain selection. Rồi. Đó, đây là một cái lệnh pipe này yêu cầu phải vẽ một cái phần 2D thỏa mãn nó luôn. Mình sẽ vẽ ra rồi finish lệnh pipe luôn. Đây tiếp tục hoặc không. Tạo một mặt phẳng ở đây này, vẽ ở đây đây. Rồi ok. Tiếp theo vẽ S-spline này một bị nhầm redefine from sketch origin. Ok rồi. Spline 1 2 3 4. Ok. Finish sketch. Rồi, mình sẽ chọn cái vấn đề là lệnh pipe. Đường ống. Thứ nhất là chọn cái đây. Đó. Là một đường nó sẽ ra thế này. Thứ hai. Hủy đi, mình chọn đây. Rồi, đó. Thấy chưa? Vẽ lệnh pipe đây. Xin lỗi vì vấn đề là lâu rồi khi sử dụng lệnh pipe này, thành ra là cái gì dễ gây hiểu lầm cho mọi người. Đó, trong chỉ cần vẽ một sketch thôi là vẫn ra được sản phẩm. Chứ không nhất thiết phải là vẽ hai sketch. Đó là bao nhiêu phần sai sót, thiếu sót của mình. Ok, rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình tới hết video. Phần sau mình sẽ giới thiệu với mọi người về những lệnh cơ bản còn lại. Đại khái là đối với lệnh Loft, Rift hay là Web hay Emprox thì mọi thứ này nó mọi người có thể là tự xử lý được. Chứ không nhất thiết là mình sẽ hướng dẫn nữa. Rồi, cảm ơn.